trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Có một số bạn thì thích chia sẻ những tấm hình đứng trước nghệ thuật, cũng có một số bạn thì thích cái thế giới màu hồng của Instagram. Nói một cách khác thì họ chỉ follow những thứ mà họ thích, những người mà họ quan tâm. Chính vì vậy nên trên new feed Instagram của họ sẽ không bị quá tải với những thông tin rác như Facebook. Nhưng cũng có người thì đang suy nghĩ là phải làm gì và chụp hình ra sao để có thật là nhiều followers. Thậm chí là có những người đang suy nghĩ rằng tại sao hôm qua lại có những 2.000 follow mình cơ. Nói qua nói lại thì cũng phải đồng ý rằng là những cụm từ như Instagram, selfie hay hashtag đã trở thành một xu hướng mới của giới trẻ. Vậy thì hãy cùng xem rằng là những cụm từ này được sử dụng ra sao nhé. Để xem có gì mới không nào. Hey, lại là cái con Minasote, ngày nào nó cũng up hình. Up gì mà up lắm thế không biết, sống ảo dã man. Mà thôi bỏ đi, để xem cái Instagram của mình thế nào rồi nào. Em mà khoan, sao mình dùng Instagram hơn 6 tháng và tính cả hôm nay là 12 ngày mà có 25 người followers thôi là thế nào? Ở đây 10 like, ở đây 11 like, ở đây 10 like, đây 1 like. 3 weeks later. Ai, thôi biết gì không? Tự đặt like luôn cho nó bằng 11. Không ngờ là hôm nay móng tay của mình đẹp thế cơ chứ lị. Phải chụp hình mới được, đúng rồi phải chụp hình mới được. Đợi tí nào. Ơ mà quên, mình đang ngồi trong xe cơ mà. Thế thôi bây giờ up lên luôn Instagram mình được. Ghi là cái gì bây giờ nhỉ? Ghi là thì bộ móng thịt biến thành làm đẹp quá đi mất thôi. Chỉ tìm, chỉ tìm, chỉ tìm. Hashtag new nail. So perfect. Like. Không biết là mấy giờ nào mới có để cho mình nữa. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? 8 giờ rồi. Trời ơi, nó gọi đây. Alo. Linh à, mình đã xong hết rồi này, bao giờ mình qua? Thì nhớ nhanh nhá, đồ mắt mình phải trói nhá. Vậy thì bây giờ mình selfie đi. Còn những 30 phút nữa mà. Ok. Ê khoan, để bài giữa này nhìn nó có hiền quá không nhỉ? Thôi, đổi nái đi. Alo, bởi vì mẹ bắt Mina phải rửa bát cho nên là Mina nãy giờ đâu rửa bát. Vậy 5 phút nữa nhá. Ôi nãy giờ chụp được nhiều hình quá, tha hồ mà chọn. Thế thì bây giờ up một tấm hình trước khi mình đi. Ghi cái gì bây giờ nhỉ? Chụp hình lại trước khi đi chơi. Hashtag quick selfie, best selfie, yay. Like. Xu hướng bây giờ là ăn uống nhiều rau xanh và hoa quả. Thế bạn đã bắt kịp xu hướng thì con một cơ thể khỏe và đẹp chưa? Like. Tomorrow. Cuối cùng thì cũng đã đi học về xong. Sau này mình đẹp thế nhở? Chụp tấm hình mới được. Midnight. 3:28 a.m. Không.
chụp hết nguyên một buổi tối mà không có một tấm hình nào ra hồn hết là sao? Không lẽ mình xấu thật sao? Không thể nào. À, giờ là mình thấy Katy Perry chụp hình này. Cái gì cơ? Không thể nào hiểu nổi ai mà đi like hình con này nữa cơ chứ. Bấm nhầm like hình nó rồi, làm sao bây giờ? Nó mà thấy mình like hình rồi lại nghĩ mình xem lén của nó rồi ghen tị với nó nữa. Chắc chết mất thôi. Chẳng hiểu sao khi ông giám đốc của Instagram lại nghĩ ra cái trò thông báo like này nữa. Tại sao mấy cái này nhìn nó kỳ quá à? Cái này phải qua bên này chứ đúng không? Mày ơi, được ăn chưa? Two hours later. Ủa? Cái này là để ăn á hả? Later. Ủa ai order mà? Tao. Giờ không biết ghi cái gì bây giờ ta. Chắc khỏi hashtag đi. Giờ ghi là... Thôi thì cảm ơn vì buổi trưa nha. Thích lắm. Like. Thôi được rồi. Không sao. Bây giờ mình sẽ xóa Instagram của mình, xong rồi sẽ không biết ai like hình nó hết. Ê mà khoan, thế những tấm hình siêu dễ thương của mình chốt 6 tháng qua thì phải làm sao bây giờ? Trang ơi, mình đang muốn chụp mấy cái hình follow me mà giống như tụi trên này nó chụp nè, thấy không? Thì giờ thích thì chụp thôi, có gì đâu. Nhưng mà Mina không có bạn trai, với cả tụi nó toàn chủ bạn trai nó không à, đúng không? Còn gì phải có bạn trai. Ủa, làm vậy cũng được hả? Anh người yêu đang yêu quá à, cứ chụp mình hoài. Mua mua. Hashtag best boyfriend. Like. Xin chào các bạn, mình tên là Mina và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem xong clip của mình. Và nếu như mà các bạn muốn xem những clip trước đó của mình, hãy bấm vào đường link bên đây. Mình sẽ để một cái đường link mà những bạn online trên laptop thì có thể ấn vào đây và cái video sẽ hiện ra. Đừng quên hãy subscribe channel của mình nhé, để có thể update những cái clip mới nhất của mình này. Và thêm một điều nữa đó chính là miễn phí. Nên là các bạn đi subscribe nha, bye.